Mến chào các bạn, mình là Ngôi Nhà Bước Ước Mộ. Ngày mới thì xin chúc các bạn làm việc, học tập thật nhiều niềm vui và tràn đầy năng lượng. Nếu như các bạn đang sở hữu một lô đất nền ở khu dân cư với cái chiều rộng mặt tiền là 5m cho đến 6m và đang rất là băn khoăn không biết lựa chọn mẫu nhà nào để xây dựng, thì ngày hôm nay trong video này mình sẽ chia sẻ đến mọi người một cái mẫu nhà cấp 4 đơn giản, một máy xuôi kết hợp với phần mặt tiền là giả mái thái với cái chiều rộng mặt tiền là 6m và cái chiều sâu là 15m, gửi đến mọi người tham khảo. Với những cái lô đất nền mà có chiều rộng mặt tiền của nó là 6m thì được xem như là cái lô đất nền lỡ diện tích các bạn. Vì theo quy định về bên kết cấu thì với những cái chiều rộng mặt tiền là 6m thì nó vượt quá cái diện nguy hiểm các bạn. Chính vì vậy mà với những cái mẫu nhà mà chiều rộng mặt tiền là 6m thì mình cũng rất là khó trong cái quá trình mà bố trí, cũng giống như là về mặt xử lý kết cấu. Tuy nhiên với những cái mẫu nhà mà với cái chiều rộng mặt tiền nó càng rộng thì ngôi nhà của mình nó càng đẹp các bạn. Cụ thể ở cái mẫu nhà này là chiều rộng mặt tiền là 6m. Gia chủ rất là yêu thích cái phong cách nhà mái thái, nhưng vì nhiều lý do cái kinh phí không có đủ đầu tư xây dựng. Chính vì vậy mà bên Vương Mỹ mình sẽ lựa chọn cái phương án là giả mái thái nha các bạn. Mẫu nhà giả mái thái thì nó rất là quen thuộc với bà con mình rồi phải không các bạn? Và các bạn đã gặp cái mẫu nhà giả mái thái này rất là nhiều xây dựng thực tế ở khắp mọi nơi. Tuy nhiên với cái mẫu nhà giả mái thái này thì nó rất là đơn giản, gọn gàng, nhằm giảm cái chi phí xây dựng cho gia chủ. Về phần bố trí công năng thì được thiết kế đầy đủ công năng cho một cái gia đình hai thế hệ sử dụng, gồm cái phần sảnh đệm phía trước là 2m, một phòng khách kiêm phòng thờ, hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh ở khu vực bếp và phòng ăn. Mặt tiền của ngôi nhà đây thì nó rất là đơn giản, thì cột được thiết kế là cột đôi vuông các bạn. Mái thái thì chỉ chia ra làm hai cấp, một cấp là tại cái vị trí phần sảnh và một cấp còn lại là tại cái vị trí phần sảnh là trở ra phía sau. Từ hai cái cấp mái này trở ra phía sau thì sẽ được đập tôn một máy xuôi. Mẫu nhà này thì người ta còn có một cái tên gọi khác, đó chính là nhà giả mái thái một máy xuôi. Về phần vật liệu sử dụng cho ngôi nhà này thì cột mình sẽ ốp gạch nha các bạn. Mặt tiền thì sẽ được ốp gạch 80x80 giúp cho mặt tiền ngôi nhà này để trở nên sáng và sạch hơn. Về phần trần thì sẽ được đóng trần thạch cao, gạch nền thì sẽ được lát là gạch 80x80. Chiều cao nền của ngôi nhà này là 450, tương ứng với đó là 3 bậc tam cấp. Về cái phần cái chiều cao nhà là 3,6m nha các bạn. Về cái phần cái mái nhà là cao 3m. Về phần vật liệu cửa thì mình sẽ tư vấn cho gia chủ là cửa nhôm xin pha màu trắng nha các bạn. Với những cái lô đất nền ở khu dân cư thì việc lưu thông gió và ánh sáng nó rất là hạn chế các bạn. Chính vì vậy mà mình sẽ khai thác ánh sáng đến từ cái phần mặt tiền chính và cái mặt hậu phía sau. Cụ thể ở cái phần cái mặt tiền thì mình sẽ chia ra làm một cái bên là cửa cái bốn cánh và một bên còn lại là cửa sổ hai cánh, giúp cho ánh sáng từ cái mặt tiền ngôi nhà này nó đổ vào ngôi nhà này nó được tốt hơn và giúp cho ngôi nhà mình nó trở nên thông thoáng hơn. Về phần màu sắc sử dụng cho ngôi nhà này thì mình sẽ chọn cái tông màu trắng làm nền, còn cái màu nhấn ở lúc này đó chính là màu ghi sáng các bạn. Và phối hợp hai cái màu này lại sẽ giúp cho ngôi nhà mình nó càng trở nên nổi bật và nó không có bị lỗi thời. Sau đây mình chia sẻ một phần mà bà con mình rất là quan tâm về cái phần cái giá hoàn thiện của ngôi nhà cấp 4 giả mái thái này là bao nhiêu, thì được chia ra làm hai phần. Hiện nay phần nhân công nó sẽ dao động từ 1,2 triệu trở lên 1m² các bạn, còn về hoàn thiện vật liệu và nhân công của cái ngôi nhà này thì nó sẽ dao động từ 6 triệu trở lên 1m², và mình tạm tính cái chi phí hoàn thiện cho gia chủ là 6 triệu. Như vậy hoàn chỉnh cái ngôi nhà này gồm có vật liệu và nhân công xây dựng cái trọn gói đó chính là 480 triệu nha các bạn. Tuy nhiên với cái giá bên mình đưa ra thì nó mang tính chất tham khảo, nó còn tùy thuộc vào địa phương nơi xây dựng ngôi nhà này, cái cách mình sử dụng vật liệu và cái cách mình trang trí nữa mà cái giá thành nó sẽ dao động. Tuy nhiên cũng còn có một cái yếu tố rất là quan trọng mà mình cũng lưu ý đến bà con mình trong quá trình tham khảo những cái mẫu nhà bên đơn vị mình tư vấn, đó là nó còn tùy thuộc vào cái thời điểm mà mình xây dựng nữa nha các bạn. Bên đơn vị mình ngoài nhận tư vấn thiết kế còn nhận xây dựng trọn gói ở khu vực từ Bình Thuận đến Cà Mau. Nếu mọi người quan tâm thì xin để lại các comment bên dưới thì bên đơn vị mình sẽ liên hệ và tư vấn cho bà con mình. Xin chân thành cảm ơn rất nhiều.
cái chi phí đầu tư từ 400 cho đến 500 triệu để sở hữu một cái ngôi nhà như thế này, thì mình cảm giác được rằng đó nó rất là phù hợp với những cái gia đình trẻ mới gần nghiêng tham gia tạm thất, rất là tham khát xây dựng một cái ngôi nhà che nắng che mưa để an cư lập nghiệp. Hy vọng rằng với cái mẫu nhà này là một cái sự tham khảo để những cái gia đình trẻ mình có thể tham khảo cái mẫu nhà này để lựa chọn xây dựng. Không cần quá cầu kỳ về mặt trang trí cũng giống như là kiểu dáng, nó rất là đơn giản, nhưng mà tổng thể cái ngôi nhà này nó cũng rất là có duyên, sẽ tạo nên một cái điểm nhấn và một cái điểm sáng ở địa phương nơi ngôi nhà này xây dựng, và mình tin chắc đó là như vậy. Thông qua video này, mình cũng xin chân thành cảm ơn gia chủ ở An Giang đã tin tưởng và giao cái nhiệm vụ thiết kế cái ngôi nhà mơ ước cho đơn vị mình thực hiện. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn rất nhiều, và chúc cho bạn sớm hoàn thành cái ngôi nhà này như mà mơ ước mà mình đã khao khát từ rất lâu. Mình vừa cùng các bạn trải qua tìm hiểu và tham quan cái mẫu nhà cấp 4 đơn giản nhà mái Thái ở khu dân cư, và mình chia sẻ cái mẫu nhà này gửi đến mọi người tham khảo. Và video của mình đến đây là xin kết thúc, và bây giờ xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.